Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu đã tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 vừa qua và thông tin trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trong quận. Theo đó, với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra. Trên cơ sở thảo luận xem xét toàn diện các báo cáo tờ trình, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về nhiệm vụ năm 2023 và 38 nghị quyết trên các lĩnh vực với tỷ lệ thống nhất cao cùng nhiều nội dung quan trọng. Cử tri quận Hải Châu đã bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao những kết quả mà kỳ họp đã đạt được. Đồng thời đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp tục phát huy trách nhiệm đại biểu dân cử, sâu sát cơ sở, kịp thời phản ánh, giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri. Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hải Châu cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, văn hóa văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội tại địa phương. Đại diện quận Hải Châu đã giải trình những thắc mắc của bà con và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân ghi nhận hứa sẽ tổng hợp để làm việc với các sở ngành liên quan qua đó sớm có trả lời với cử tri